Một vài văn hóa cổ kỳ, một vài văn hóa cổ xưa tin rằng là bức tranh có thể thâu tóm được tâm hồn của một con người và đưa nó vào thế giới tâm linh gì đó. What? Mình dịch có lẽ hơi bậy, mấy con nên thông cảm. Disrespect là gì? Thiếu tôn trọng à? Linda! Linda! Linda là con nhân vật bản 1 hả? Hồi trước kết game như thế nào mình quên mất toi rồi. Đây Linda hả? Độc khoái. Con nào chứ phải Linda đâu. Linda tóc đuôi gà. Mấy friend nghĩ sao vậy? Một cái áo con này bèo nhèo phải 5 cái cúc mà nó cài đúng có 2 nút à. Nó còn cố tình cài lệch này mới ghê chứ. Oh my god. Váy thì nói chung là mặc giống như là muốn tuột thế này thì thôi chứ. Làm ăn gì cho đời trời. Học sinh hư đốn này. Đai đai là chết chết. Mấy đứa, ê mấy đứa phần 1 này. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều ăn nghỉ hả? Tôi sẽ tìm câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Trời héo. Mình là ai vậy? Mình là Linda hả? Nhưng mà tôi... Đài 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 Linda. Wow. Giống ngôi trường ngày xưa mình học ghê mấy friend ạ. Oh shit, điện thoại thần thánh mấy friend. Iris phone này không cần sạc. Dung lượng vô hạn, pin vô hạn. Pin vô cực chứ lộn. What the fuck? Có thằng nào đang đáy hay đang ỉa trong kia kìa. Chào đồng chí. Linda. Linda. Tôi xin lỗi. Sorry. sorry này chứ. Chúng tôi cố gắng gọi là dạy cho cô một bài học về chuyện gì xảy ra với Ira. Nhưng mà sau đó một cái chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Con bé tự dưng trở nên điên rồ. Cho nên tôi phải nhốt con bé lại. Tôi... Nếu như bạn muốn ra ngoài thì... Andre có chìa khóa. Nhưng mà tôi không biết rằng thằng đó ở đâu nữa. Mẹ ơi cứu con với. Con muốn về nhà. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Linda. Cảm ơn Chúa cậu ổn cả. What? Cậu cần chìa khóa hả? Cậu bị điên à? Cô ấy đang phát điên đấy. Cô ta hay là cô ta đang trở nên điên loạn gì đó. Nghe này. Tôi muốn đưa cho cậu cái chìa khóa này. Nhưng mà có một bóng trắng đang đuổi theo tớ. Tôi quá sợ để có thể mở cái tủ này ra. Tôi xin lỗi Linda. Ok. Hình như cái thằng chó nó đứng ở cửa sổ thì phải. Mình đã tìm thấy thằng Andre đang trốn bên trong một cái tủ quần áo. Nó có cái chìa khóa nhưng mà nó quá sợ để ra ngoài. Shit. What the fuck. Giờ sao trời, mình phải đuổi nó đi cho thằng này hả? Oh shit. Thằng cu kia biến thành cái này rồi. Game này có máu không? Có hiển thị máu cho nào không? Fuck you my friend. Fuck you. Fuck you. Chờ đã. Dừng lại. Tôi đầu hàng. Làm ơn dừng lại. Mình nè. Hả? Hả? Ở đây là cung. Với cái mặt của mình, tại sao lại như vậy? Dê là cung là cái gì mấy friend? Oh, chưa chết mà đã làm mộ rồi này. Ê, cái gì đấy? Có một loại sách nghi lễ gì đó. Có một trang bị đánh dấu. Có một nghi thức tên là sự bất hạnh vô tận. Thứ nhất. Oh shit. Là một cái gelacung kìa mấy friend. Là một cái tượng gelacung và sau đó đặt cái bức hình của nạn nhân lên đầu. Thứ hai là đào một cái mộ trống rỗng và sau đó đặt cái hình của nạn nhân lên cái chỗ cái bia mộ. Holy shit mấy friend. Thứ ba là gì? Rung cái chuông 10.000 lần chứ lộn.
tại cái nơi mộ đó và bắt đầu cầu nguyện bằng cái tên của nạn nhân. Tí nữa mình quay lại thằng chó và đang cầu nguyện 1000 lần là mình cứa cổ. Linda, hắn đã đi chưa? Sao cậu làm được vậy? Chụp lại đăng lên Facebook. Dù sao đi nữa thì đây là chìa khóa đến cửa trước đây. Hãy cẩn thận nhé Linda. Đấy, mọi người đã nghe về con Linda ác quỷ rồi chứ. Chính con bé là người gây ra những cái vụ tai nạn này. Con bé là tệ hại nhất trong những lũ tệ hại. Bạn bè của ta đã chết. Ira Shelly Yadandomi Mystica. Chờ ed chết sắc chết. Thật là một con giết người là điên loạn. Cho nên là dành cho bọn các người hâm, cho các bạn hâm mộ. What? Mình sẽ bắt đầu thú tội, mình sẽ bắt cô ta thú tội hay bla 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 gì đó. Nope. Not today, my friend. Không à. Oh, hello. Chết mẹ rồi, cái con ly stream 1000 người xem kia rồi, my friend. Holy. What the fuck? Chụp lại đăng Facebook. Chụp tấm này đăng Instagram. Chụp con bích này câu view của nó hiểu không? Mình hút người view từ nó qua bên mình hiểu không? Mà xin chào. Cuối cùng con bé cũng đã xuất hiện hả? Hãy bắt đầu bữa tiệc phục thù để bắt đầu nhé. Ê! Ê! Not funny! Ngu! Aha! À! Lạc đùng nổi da gà mấy friend ơi, ghê quá. Yep. Em lỡ mồm. Không né được. Mình thề mình nháy được mình chết liền đấy. What the hell? Đưa điện thoại đi Honey, để mình hút view qua nào. Đưa điện thoại của mình quẹt ra phát là view của nó nhảy qua của mình hết. Hả? Nằm luôn à? Chụp tấm làm kỷ niệm. Hả? Cô làm gì đây vậy? Không có học sinh nào được phép đến đây giờ này hết. Đi về nhà nhanh lên. Chính xác là điều mình muốn làm này. Hửm? Nhưng đứa nhóc kia đã làm gì rồi phải không? Nhóc nên về nhà đi, ta sẽ quét dọn cái đống đó. Bây giờ thì ta mở cổng cho nhóc nhé. Really? Ở cho về thật kìa mấy friend. Easy. Coi đấy, học sinh đổ đốn không? Ăn mặc kìa. Ăn mặc 5 cúc cài đúng 2 nút. Váy thì ngắn cùn cợt. Đi học chứ không phải là đi ra đứng đường đâu mà lại ăn mặc cái kiểu đấy. Phê phán nha mấy friend. Mình phê phán. Tóc tai cái kiểu này. Xin lỗi, giờ này mình già quá rồi. Con này dậy như con zombie vậy. Ê, lộ váy kìa. Con này. Con gái con gớm như thế này hỏng. Hay là nó cố tình nhỉ? Khéo nó cố tình nên mấy friend nó biết là mọi người đang nhìn cho nên nó cố tình nó làm cái kiểu đấy. Game thế giới mở mấy friend ạ. À. Không khác gì GTA 5 luôn nè. Holy shit. Ngoài kia có con dê, con cừu gì chuẩn bị làm Goat Simulator gì nữa.
Xong cho coi. Cho nhiều người vẫn hay hỏi mình bảo là tại sao lại đi dã ngoại chỉ có 5-6 người vậy? Đó, tại vì cái lớp đặc biệt, cá biệt. Bà này trong cái phim phim gì mấy friend có biết không ta? Phim gì mà Châu Tinh Trì đóng, phim Châu Tinh Trì mà nhảy xuống trường một cái bàn tay hình Phật thật là to xuống mặt đất á, mấy friend biết không? Bà này trong cái phim đó đó. À, Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Tuyệt Đỉnh Cung Phu mấy friend, chính xác nó đó. Hello. Mình biết cái gì ra gặp bà đó, bà cũng chơi mình cho nên là thôi mình ra mình chơi bọn này đi. Chụp hình làm kỷ niệm nào. Easy. Nơi này thật là bẩn thỉu. Phòng nào thì cũng bé nhỏ. Tiện nghi thì không đầy đủ. Tiền thuê nhà thì lại mắc. Có lẽ mình nên đi tìm chỗ khác để ở. Cậu nghĩ sao? No comment. Mày bên Indo này bị dư mèo à? Chỗ đất nào cũng có mèo vậy? Fuck. Đi học hả? Đừng quên trả tiền thuê tháng này nha. Gần hết hạn rồi đấy. Ok. Ai đây? Con mực nào đây? Con mèo khốn nạn. Nó trộm mất giày của tớ rồi. Con mèo nào ta? Ủa cái gì đây? Ban ngày cũng có ma nè. Chuẩn mẹ luôn đi còn gì nữa. Wow. Chà, thật là ngạc nhiên. Cậu có thể nhìn thấy tớ hả? Vô tình thôi. Tớ hả? Tớ chỉ thích đứng đây thôi. Cái nơi này thật là ấm cúng cho một người như tớ. Fucking hell my friend. Fucking hell. Fucking hell. Bấm nút gì để cướp xe máy mấy friend? Nút gì để cướp ô tô? Ra tổng người chết đâu? À, chết thật à? À, để em né ra cái nào chứ? Cái đồ gây rắc rối này luôn luôn gây rắc rối, làm cho tao phải làm việc khó khăn hơn. Ủa, hôm nay mày đang nghịch với cái gì vậy? Một cái giày à? Này, có mèo kia. À lộn, này cô gái kia có phải của cô không? Cảnh báo với cô là đừng có cố giật ra khỏi tay nó, tại vì tuần trước rồi đã cắn thằng nào rớt ngón tay đấy. Mà lần cuối cùng tôi nghe là cái ngón tay nó không mọc lại gì ba 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 vậy đó. Con mèo này rất là khó chịu. Nó chỉ thích ăn pece le le thôi. Có thể cô sử dụng nó để đổi lấy cái giày được. Nói chuyện tí coi. Nơi này thật là bẩn thỉu. Nói chung là sụp, nói chung là không được sang trọng lại vậy. Crap có nghĩa là vớ vẩn. Mỗi căn phòng thì rất nhỏ, cơ sở vật chất cũng không đầy đủ. Câu này nghe quen quen. Và tiền thuê nhà thì thật là mắc. Mình có nên đi tìm chỗ khác không nhỉ? Bạn nghĩ sao? Ta hát Deja vu. Con này là cái con ở trên phòng mình nè. My friend. Cái con mà ở chung nhà với mình mà ở trên tầng 2 đó. Lúc mà ở nhà thì nó ôm mèo nhưng mà lúc ra đường thì nó làm bói toán. Holy shit, thật là trùng hợp my friend. Gặp nhau đâu không gặp, gặp ngay ngoài cái đường này. Đúng là thế giới nó quá nhỏ bé mà my friend. Hello. Bọn này kiệm lời vết my friend. Không thích nói nhiều rồi không? Vào được cứt. Mày lừa tao à? Mày này đẹp trai vậy mà láo thật. Tao cúp điện cả nhà mày này. Mày đặt chỉ tay vào có bà được kích đâu. Chó này nhớ mặt tao này. Cô muốn lấy hai dĩa hả? Không có vấn đề gì cả. Của cô đây. Peke la le đây. Làm ơn nói với cô gái ấy rằng cái gì? Cuộc đời tôi sẽ vui hơn nếu như mà cô ấy cười mỗi ngày hả? Peke la là cái gì ấy? Một món món gì mà không quan tâm lắm. Bởi vì đây là game kinh dị mấy friend ạ. Đây không phải là game gọi là ẩm thực. Cho nên mình chả quan tâm cái món này làm bằng cái gì cả. Đây, này. Và cuối cùng mình đã lấy được giày của Kim, my friend. Very nice. Hả? Giống như lời đã hứa. Tớ cho cậu một cái túi này. Bây giờ đến giờ đi học rồi, tớ bị trễ rồi. Hửi hửi. Sao lại có mùi lông ở đây nhỉ? Có phải có mèo đã đái lên giày của mình không? Ồ, đẹp gái phết. Let's go.
Hôm nay anh mặc có vẻ đàng hoàng hơn rồi nè. Đó, cúc cài 4 cái, một cái là dấu dưới váy rồi. Đấy, thế mới là học sinh chăm ngoan gương mẫu chứ, thằng kia là gì vậy? Tính cúp học à? Chụp hình lại báo giáo viên. Game này nó có ấy thật không mấy friend? Sao đứa nào nó cũng để tóc ngu vậy? Hay là đạo luật gì đó mới ban hành mà tại sao con trai với con gái và cắt tóc như thế này thì bố thằng nào biết đứa nó là trai với gái? Nó mà không mặc váy thì đố mà biết được đứa là trai hay gái đấy. Hey guys. Này mọi người ơi, chào mừng đến với câu lạc bộ gọi là Anti Linda. Holy shit. Tôi là Diska và đây cái gì người đứng đầu cái nhóm này. Rất vui được gặp mọi người. Con chó đang nói vậy. Nhìn quanh cái nào. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm được những cái gì và sau đó chia sẻ thông tin với nhau. Mọi người đã chuẩn bị chưa? Yes, cho tớ vào với. Chúng ta là ai? LASC, câu lạc bộ Anti Linda. Chúng ta ghét ai? Linda. Đợi xíu mình vào ba lô mình. Game này giống GTA 5 ấy friend ạ. Để mình gõ cheat. Mình gõ cheat súng lửa lên. Đó, gọi súng phun lửa với súng 6 nòng lên mấy friend. Để mình gọi inventory, mình lấy súng ra nha. Shit, không có súng trong này. Mình ra mình phun lửa với mình 6 nòng, tụi này chết hết mẹ nó đi. Ừ, con bé là bị phỏng vấn bởi cảnh sát về cái vụ tai nạn gì đó. Mọi người nghĩ rằng con bé đã làm chuyện đó không? Đây, nếu một ngày em mất tích thì ba đứa này cũng có thể là ba đứa đã làm em mất tích. Easy. Thôi đi học thôi. Trường học nhờ như kích vậy. Bị hắt hủi như một con chó vậy. Tí mà thầy cô hát hủi là lên đi về luôn. Sit down, yes. Oh shit. Giáo viên không vào. À, chuông reng này. Tưởng giáo viên không vào phải ngồi để chờ này thì tí mẹ luôn. Ê, học hành, học bài nào. Không biết là có câu hỏi nhanh 1 cộng 1 bằng mấy, 2 cộng 2 bằng mấy không? Có điện thoại, có điện thoại. Bồ nhắn, bồ nhắn. Nhanh nhanh cơ hội để lấy ra. Hồi học đại học mình hay bấm điện thoại lắm mấy friend ạ. Hồi học đại học mình lấy điện thoại để chơi đá banh hoài ạ. Hồi đó mình toàn đè bàn cuối rồi mình ngồi không à. Sao vậy? Shit fans. Hey, no. Hết pin rồi. Mấy người chết rồi, mấy người về đây làm gì nữa? Ra khỏi lớp, ra khỏi lớp, ra khỏi lớp. Hy vọng mọi người an nghỉ bla bla bla. Tối thí mẹ có thấy gì đâu. Cô Sitka. Người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ hả? The fuck. Mình có nhớ cái cảnh con bé bị treo lên nóc nhà mà friend. Còn bọn này còn lại mình không nhớ nó tại sao nó chết hết. Mình vẫn nhớ phần 1 cách đây 2 năm nhưng mình vẫn nhớ ok. Tại vì hồi đó tầm tầm ấy. Camera không xài được. Đèn pin cũng hỏng luôn. Vậy mà mình đầu game mình giới thiệu là nói chung là pin vô tận với lại bộ nhớ vô cực. Thế nên là hỏng rồi. Oh, chạy chạy chạy. Ủa? Con chó này láo. Đèn pin hỏng mà sao sáng trưng thế này? Ê thầy ơi. Thầy ơi thầy, cháu yêu thầy lắm. Tóc thầy trắng. Wait what? Phải bài hát này không ta? Nhầm bài rồi, nhầm bài, xin lỗi. Kenapa masih jalan-jalan? Em làm gì đi lung tung thế này? Lớp học đã bắt đầu rồi, làm ơn ngồi xuống đi em. Ui easy, thầy cần em đọc kết quả lên cho thầy không? Chờ xíu để em phân tích bài toán này cái đó. 3x6 chấm hỏi DI các kiểu VDV chia 3 Bahasan. Xưa chưa học mấy cái này lắm. Có thể đất nước bên Ấn Độ nó dạy mấy cái khác. Việt Nam mình không dạy mấy cái toán này, mình không dạy được. Tí thầy kêu lên bảng trả lời là anh kích. Kita mulai ya sekarang. Bây giờ chúng ta học đến đâu rồi? Cái gì trên bảng đó? Năm 1982, có một cái cơn bão rất là đen tối đã tạo ra cục năng lượng bla bla bla. Thầy nói nhanh em đọc không kịp. Cuối cùng trái đất đã bắt đầu hình thành.
người ta gọi trong một cái vụ nổ millisecond gì đó, trong một vài giây, một vài tỷ tỷ giây gì đó, bla bla bla, năng lượng tích tụ lại, bla bla bla. Giờ thầy hỏi câu hỏi là em không trả lời được đâu, chắc chắn luôn đó. Thầy dạy thế, dạy cho ai vậy? Lớp nữa mình thầy dạy vậy thôi chứ. Không không không. Không được xài điện thoại trong lớp. Oh shit. Con chó này là zombie mày phát đây nè. Ai bảo mày ngu mày rọi mặt mày làm gì? Ai bảo mày chụp selfie làm gì? What? You? Mày là một trong số chúng nó. Tránh ra tao ra. Đừng quá tập trung cái điện thoại của mày vào tao. Cái ánh sáng của mày đốt cháy tao. À. À. Bắc chú. Ý cà mê hà mê hà. Cà mê hà mê hà. Oh, em xin lỗi, em xin lỗi. Cà mê hà mê hà. Cà mê hà mê hà. Cái yêu kiện. Hà đu kiện. Anh kích rồi mấy friend ơi. Giờ đâu còn đường nào mà đi nữa. I'm sorry. Giờ không ra được. Không có nút nhảy. Anh kích game mình rồi. Vào đây chỉ có chết chứ làm sao mà sống được. Đúng rồi, cho nó cắn từ phía sau đi. Thôi đừng có cự nữa Linda ơi, không có ra được đâu Linda ơi. Đừng có cự nữa con Linda đấy. Nằm xuống. Đúng rồi, nằm xuống đi. Có ra được deck đâu mà cự làm deck gì. Để không? Từ từ nha mấy friend, để mình giải đố nha. Đừng có spoil, để mình tự giải đố. Thầy giáo nói mình về cái chuyện tập trung cái điện thoại và ánh sáng gì đó. Ừ. Có lẽ nào? Nope. Oh shit, Dũng thật là thông minh. Dũng thật là à. Đừng mở hết hồn. À, đang giây phút tự hào về bản thân với lại đang định xin lỗi mấy friend là mình hơi nổ. Có một đứa đã trấn an mình là ghê vậy sao chơi. Bằng chiêu. Lão hả con? À! Fuck you. Run. Ê, đồng chí nào kìa? Thôi không chơi nữa. Đồng chí nào kìa? Mày à con chó. Chờ đã là bác đừng. Chúng tôi không muốn gây rắc rối. Vậy thì cút đi. Mẹ tụi nói một đường lại là một nẻo đấy. Bọn này chuyên trị nói một đường là một nẻo mấy fans. Ê con mèo lạc. Chết. Cái gì đâm xuyên đầu nó rồi, con mèo sắp chết rồi. Ở đâu phải? Nó đang ngậm cái dao à? Miu xuống lấy cái dao tao coi Miu. 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 Chừng nào huấn luyện cho Miu cầm dao cho mình như này được. Vô. Bơi hết vào đây. Giờ mình đâu sợ thằng nào nữa. Chém luôn ổ khóa nè. Chắc không phải đâu. Chào anh ơi. Ây da. À, vô con. Vô. Có lẽ mình đến chém nó một phát thôi. À, đi miếu sau lưng hả? Thật là tẩm quá đi. Woo! Easy game. Lúc đồ. Level up. Cộng kỹ năng. Cộng vào sức khỏe. Lượm được vũ khí legendary. Em đang đóng phim. Em đang quay một bộ phim trên YouTube. Mọi người có hiểu không? Một bộ phim trên YouTube.
Do you understand? Understand English? English? Fuck. Linda harus dicek. Cái gì đây? Tôi nghĩ Linda phải đến bệnh viện kiểm tra đi cô à. Tất nhiên rồi, thưa ngài Mamat à. Tôi sẽ để kêu con bé đi đến đó ngay lập tức. Cảm ơn ngài nha. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài nha. Oh shit, I'm sorry. Nãy mình đừng có để dính máu lên người là được rồi. Là đâu bị gì đâu. Tắm phát nào. Tắm này hả? Step.